Ô, chào các bạn nha. Đây là đơn của anh khách nha các bạn. Mình mới vệ sinh xong. Ô, tuyệt phẩm luôn các bạn. Ha, nhấn đây các bạn, nhấn đây nha. Thì cái này nó sẽ xay. Ha, tuyệt phẩm luôn. Mới tinh luôn nha. Con này là mới 100% chưa xài nha các bạn. Mới 100% chưa xài. Ha, tất cả đều mới hết. Có pin đó các bạn, để lâu thì nó không còn cầm nha. Chứ toàn bộ là mới hết. Ha, tuyệt hảo. Đó, khách nào mà khó tính nè. Black Decker là một hãng của Mỹ nha. 14.4V. Ở bên trong thì còn nguyên zin hết nha. Mình còn có pin nha. Có pin và mạch sạc. Ở đây cái đèn nó sẽ sáng lên các bạn. Đèn nó sáng đây nè. Cực đẹp luôn. Wow, quá đẹp luôn. Hàng mới chưa xài. Cái này hình như là nhấn kéo là được nữa các bạn. Kéo ra nha. Hình như vậy. Nhấn cái này nè. Ủa, cái này cái gì ta? Cái này nước là sao các bạn? Cái vòi nước nè. Black Decker. Quá tuyệt vời. Tay cầm on off nha. Quá đã. Giá bán các bạn là để như vậy nha. Để như vậy mà không để nguyên zin á. Gọi là để nguyên zin. Không bao gì cả. Chỉ là để nguyên zin như vậy thôi. Chưa mở. Khách về tự lên pin hoặc là tự gáy nha. Thì là mình đang bán là 900 bao ship. Còn lên pin. Pin Samsung nha. Lên pin luôn là 1 triệu. 1 triệu 50. Mình giảm 50k. Bữa bán 1 triệu 2 các bạn. 1 triệu 150 nha, pin Samsung. Cái này thì mình sẽ lên một bộ mẫu thôi các bạn. Khách nào cần thì mình nãy nha. Thật ra lên pin nó cũng đơn giản nha. Tại vì cái mạch sạc bên trong nó còn đủ rồi. Các bạn tự lên pin nha. Quá tuyệt hảo ha. Đây là siêu phẩm. Khách nào xe hơi ha, để lên cái rất là sang, đẹp.